Trong xã hội văn minh hiện đại ngày nay, cuộc sống dư thừa vật chất của chúng ta vẫn còn đầy rẫy những bất an phiền não bởi cuộc đua chen vì những giá trị hư ảo giả tạo bên ngoài. Càng tiến xa trong quá trình chinh phục và hưởng thụ tiện nghi, chúng ta càng trở nên bế tắc, nghèo khó trên phương diện tinh thần và đánh mất khả năng giải quyết những vướng mắc khổ đau nơi chính bản thân mình. Vì thế, giờ đây người ta ngày càng nhận ra Phật Pháp là phương thuốc vô cùng quý giá với năng lực chữa lành khổ đau, mang tới sự giác tỉnh và cơ hội tìm lại chân hạnh phúc. Tùy theo căn cơ chúng sinh, Đức Phật đã chỉ ra vô số con đường đạt đến mục đích và giải thoát giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát cũng ứng hiện nhân gian vô số hóa thân để lợi ích chúng sinh. Kinh điển dạy rằng, mặc dù có rất nhiều các bậc giác ngộ đã viên mãn công đức, hoàn thành các cõi tịnh độ và thành tựu Phật quả trọn vẹn, nhưng trong khi vẫn còn an trụ trong cảnh giới pháp thân với lòng từ bi và trí tuệ vô hạn, các ngài vẫn sẽ tiếp tục hiện diện để không ngừng lợi ích cho hết thảy hữu tình. Như mặt trăng phản chiếu xuống hàng ngàn ao hồ, bóng trăng in bóng dưới nước và mặt trăng trên bầu trời đêm bất khả phân, các bậc giác ngộ có thể siêu việt các giới hạn không gian, thời gian, hóa thân chuyển thế, trở lại cõi nhân gian trong hình tướng loài người, sáng lập truyền thừa hoằng truyền Phật Pháp mà không rời bản chất trí tuệ pháp thân nguyên thủy. Như thế, truyền thừa hay dòng kế thừa không gián đoạn của bậc giác ngộ hóa thân chuyển thế vốn xuất phát từ sự chứng ngộ, cũng giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả những bậc nắm giữ truyền thừa Phật giáo đều đạt tới chứng ngộ, sự hợp nhất của lòng đại từ bi và tính không, công hạnh của tâm đại từ bi hiển lộ qua pháp mạch truyền thừa không gián đoạn của các bậc hóa thân, để qua đó hướng đạo dìu dắt chúng ta trên con đường giải thoát khổ đau, tìm cầu chân hạnh phúc. Dãy Himalaya hùng vĩ trải dài trên vùng biên giới của Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal và Pakistan. Vùng núi tuyết hay nóc nhà thế giới đã từ lâu được xem là chốn linh thiêng bậc nhất, với di sản tâm linh kim cương thừa đặc sắc vẫn được bảo trì nguyên vẹn. Hàng ngàn năm trước đây, những hành giả mộ đạo khu vực cận Himalaya đã hành hương qua cửa ngõ này, tiếp cận tàng kinh các của Phật giáo Ấn Độ, truyền ngữ lời dạy của Đức Phật và lời giảng các đệ tử của Ngài sang chữ viết của dân tộc mình. Bánh xe Đại Thừa Phật giáo cũng đã lăn bánh từ Himalaya sang các nền văn hóa lớn của châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, xiển dương nền Phật giáo Đông Á hưng thịnh cho đến tận ngày nay. Trong số các bậc thầy giác ngộ của Phật giáo, Đức Liên Hoa Sinh là bậc đại thượng sư, đại thành tựu giả Ấn Độ chứ danh, với công hạnh chính thức kiến lập hệ thống Phật giáo Kim Cương Thừa ở vùng Himalaya vào thế kỷ thứ 8. Được các truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa tôn kính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà hay Đức Phật thứ hai xuất hiện trên thế gian. Ngài đặc biệt nổi tiếng về năng lực hàng phục quỷ thần và chuyển hóa các thế lực thù địch chống lại Phật giáo thành những bậc hộ pháp. Trong các hóa thân chữ danh của Đức Liên Hoa Sinh về sau có Đức Khampa Kunga Tenphen 1569-1627, hồng danh là Khamchun Rinpoche, có nghĩa là hóa thân Liên Hoa Sinh tôn quý từ tỉnh Kham. Đức Khamchun Rinpoche là bậc sáng lập truyền thừa Khamchun và được tôn kính rộng khắp là hóa thân chân thực của Thượng Sư Liên Hoa Sinh và Đức Vua Gesa, đấng chiến thắng vô song từ xứ Linh. Sự xuất hiện của truyền thừa Khamchun đã được Thượng Sư Liên Hoa Sinh tiên tri nhiều lần trong các kho tàng Tẹt Ma được phát lộ. Rất nhiều bậc thầy giác ngộ của các truyền thống Kim Cương Thừa cũng đã tiên tri và tán thán sự xuất hiện của truyền thừa Khamchun. Đức Khamchun Rinpoche đời thứ nhất chính là đệ tử xuất chúng của Đại Thượng Sư
Yonggin Rinpoche Lhasa Kwangha Kwangjangpo, vị đệ tử lỗi lạc nhất của Đức Pháp Vương Genwang Rupa đời thứ tư Khunkhen Pekma Karepo. Sinh thời, Ngài có vô số đệ tử giác ngộ và đã giúp giáo pháp truyền thừa Rupa được tăng huy hoàng truyền rộng khắp các vùng miền dãy Himalaya. Trong các hóa thân chuyển thế về sau, Đức Khamchun Rinpoche đời thứ ba 1680-1728 lẫy lừng với sở học uyên bác. Ngài đã chức tác 17 bộ luận gồm những luận giải về pháp tu mở đầu Ngôn-đô-rô, giáo pháp đại thủ ấn. Ngài đã kiến lập tự viện Khampaga, nơi trong suốt hơn 2 thế kỷ là một trung tâm Phật học sầm uất với tầm ảnh hưởng rộng lớn và cũng là biểu tượng ngưỡng mộ của kiến trúc và văn hóa kim cương thừa. Đức Khamchun Rinpoche đời thứ tư 1730-1779 chữ danh với bộ luận bằng thơ có tiêu đề Khampe Nyenga Dechen được tôn kính lưu truyền trên khắp vùng núi tuyết. Đức Khamchun Rinpoche Tenpe Nyima 1849-1907 đời thứ sáu đã khám phá và giải mã được những kho tàng giáo lý của Đức Liên Hoa Sinh ở sơn động Kerong Dojetrang. Ngài chính là thượng sư của Đức Đun Quang Sakyasi, một bậc yogi vĩ đại nhất của truyền thống kim cương thừa cuối thế kỷ trước. Đức Khamchun Rinpoche đời thứ 8 là một thành tựu giả và đại học giả và chữ danh trong các bộ môn nghệ thuật kim cương thừa. Ngài là một trong những thượng sư chính giúp khôi phục và hưng long truyền thừa Rupa tại Ấn Độ. Với sở học uyên bác và sự thực chứng tâm linh của mình, Ngài đã để lại cho hậu thế 7 bộ sưu tập viết tay và 3 bộ sử thi tuyệt vời về Đức Vua Gesa vĩ đại. Ngài chỉ trụ thế 49 năm. Năm 1980, mượn chút bệnh duyên, Đức Khamchun Rinpoche đời thứ 8 đã viên tịch, mang theo tâm nguyện chuyển thế phụng sự chúng sinh trong đời tiếp theo. Giống như chư Phật, Bồ Tát có vô số ứng hóa thân, Ngài đã chuyển thế thành 2 hóa thân cũng vào thời gian này. Vị thứ nhất, Khamchun Rinpoche đời thứ 9, Sedruk Nyima, hiện đang an trú tại tự viện Khampaga mới được kiến lập tại Tashizong, thung lũng Cát Tường. Hóa thân chữ danh còn lại của Ngài Khamchun Rinpoche đời thứ 8 là Đức Nhiếp Chính Vương Genwa Do Khampa Jigme Pema Nyingya, đản sinh năm 1981 trong dòng tộc Đức Pháp Vương Genwang Rupa đời thứ 12, bậc lãnh tụ tâm linh của truyền thừa Rupa và cũng là căn bản thượng sư của Ngài. Phụ thân Ngài là Ngài Kharma Doje và mẫu thân là bà Chinme Judon. Đức Khamchun Rinpoche đời thứ 9 Jigme Pema Nyingya được nhận ra và ấn chứng với Đức Đạt Lai Lạt Ma, Đức Pháp Vương Genwang Rupa và Đức Nhiếp Chính Vương Thúc Xê Rinpoche đời thứ nhất. Đức Nhiếp Chính Vương Khamchun Rinpoche dành cả thời thơ ấu và thiếu thời tu học giáo pháp truyền thừa dưới sự hướng đạo của bậc căn bản thượng sư là Đức Pháp Vương Genwang Rupa. Ngoài ra, nương lòng từ bi và trí tuệ quán chiếu của Đức Pháp Vương, Ngài có phúc duyên hạnh ngộ, bậc giáo thọ chính là Thượng sư Omje Serat, một yogi giác ngộ của truyền thừa Rupa và cũng là Thượng sư của Đức Pháp Vương Genwang Rupa đời thứ 11. Đức Omje Serat là một hành giả vĩ đại, một bậc giáo thọ vô cùng kiên nhẫn, khiêm cung, từ bi và uyên bác trong nhiều lĩnh vực như vũ trụ học, lịch sử, thơ ca, văn phạm và nghi lễ Phật giáo. Từ Ngài, vị Nhiếp Chính Vương trẻ tuổi thụ nhận tất cả tinh túy giáo pháp và quán đỉnh của truyền thừa Rupa và sự rèn luyện cơ bản qua suốt quá trình trưởng thành tại tự viện Rup Thup Ten Sangha Choling. Đức Nhiếp Chính Vương luôn nhớ về các bậc thầy giáo thọ của mình với tất cả lòng thành kính tri ân. Ngài thường nói, nếu như mình có bất kỳ phẩm hạnh tốt đẹp nào thì chắc chắn là nhờ thừa hưởng từ Đức Pháp Vương và Ngài Omje Serap. Đức Nhiếp Chính Vương Khamchun Rinpoche cùng Nhiếp Chính Vương Thukse Rinpoche là hai bậc kế thừa tâm linh chân truyền của Đức Pháp Vương Genwang Rupa. Vì lý do này, Ngài được thụ nhận tất cả giáo pháp mật thừa thành tựu của truyền thừa 1000 năm Rupa từ đích thân Đức Pháp Vương. Pháp Vương cũng gửi Ngài đến nhiều bậc thầy giác ngộ khác để được rèn luyện và thụ nhận các giáo pháp khẩu truyền và quán đỉnh. Trong số các bậc thầy từng từ bi dìu dắt nâng đỡ Ngài còn có Đức Nhiếp Chính Vương Chunsik Adriu
Rinpoche, ngài an trụ ở Nang Chen, Tây Tạng, và Đức Thiếp Chính Vương Dodrup Chen Rinpoche truyền thừa Long Chen Nhinh Thích trụ ở Sikkim, Đức Thiếp Chính Vương Moksa Rinpoche truyền thừa Nhinh Ma Ca Thốc an trụ ở Kham, Đức Thiếp Chính Vương Tắc Lung Sechun Rinpoche truyền thừa Nhinh Ma Rangte an trụ ở Ấn Độ, Đức Thiếp Chính Vương Trunsik Rinpoche truyền thừa Long Chen Nhinh Thích an trụ ở Kathmandu, và Jekhenpo Lopon Kinlech giáo chủ thứ 68 của truyền thừa Drupa tại Bhutan. Sau thời gian tu học rất nghiêm cẩn, Đức Khamchun Rinpoche tiếp tục theo học tại Đại học Tự viện Tango, trường đạo tạo các hành giả kim cương thừa cao cấp chứ danh tại Vương quốc Bhutan, cùng với nhiều bậc hóa thân chuyển thế khác. Tại đây, ngài có phúc duyên được lân mẫn và học hỏi các bậc thượng sư uyên bác như ngài Sulak Lopen Samten Dorje, ngài Khenpo Sering Dorje, viện chủ Đại học Tự viện Tango, và nghiên cứu tham học kinh điển giáo lý, triết học, vũ trụ học, nghi thức, đồng thời trải qua các khóa chuyên tu nhập thất bắt buộc nhiều năm. Sau quá trình 9 năm tu học biên mật, ngài đã tốt nghiệp loại xuất sắc tại ngôi đại học tự viện danh tiếng này. Đức Nhiếp Chính Vương hiện an trú tại hạt Paro, Vương quốc Phật giáo Bhutan, nơi ngài có nhân duyên và mối liên hệ sâu sắc. Bhutan là quốc độ kim cương thừa thanh tịnh và an lạc duy nhất còn lại trên thế gian. Đây cũng là quốc gia duy nhất coi hạnh phúc của người dân là thước đo phát triển trọng yếu. Nơi đây lưu dấu nhiều thánh địa kim cương thừa linh thiêng với nét đặc sắc văn hóa và cảnh quan hùng vĩ thoát tục hòa quyện vào nhau, tạo nguồn cảm hứng giác ngộ bất tận. Tên địa phương của Bhutan là Drukjun, có nghĩa là Vương quốc Thiên Long. Danh hiệu này có mối liên hệ mật thiết với truyền thừa Drupa hay truyền thừa Thiên Long. Trong lịch sử, Đức Pháp Vương Genwang Drupa đời thứ tư Kunkhen Pema Karepo từng có hai hóa thân chuyển thế. Một hóa thân tiếp tục duy trì truyền thừa Drupa là Đức Genwang Drupa đời thứ năm Paksam Wangpo. Hóa thân thứ hai của ngài là Đức Satrung Ngawang Namgen trên đường Hoằng Pháp đã tới Bhutan, thống nhất đất nước này và trở thành bậc nắm giữ quyền lực tối cao cả trên phương diện tâm linh và chính trị tại Bhutan trong thế kỷ 16. Thời xa xưa, Bhutan được biết tới với tên gọi Lô Mông, nhưng Đức Satrung đã đổi tên vương quốc thành Drukjun theo tên của truyền thừa Drupa. Kể từ đó cho đến nay, truyền thừa Drupa trở thành quốc giáo của Vương quốc Bhutan. Trong truyền thống kim cương thừa, danh vị Nhiếp Chính Vương để chỉ vai trò đại diện cho bậc lãnh đạo tối thượng của một truyền thừa trong khoảng thời gian các bậc nắm giữ tối thượng của một truyền thừa thị tịch cho đến khi vị hóa thân chuyển thế đời sau của các ngài được tìm thấy, được ấn chứng và đăng quang. Các Nhiếp Chính Vương có trách nhiệm bảo trì giáo pháp, nhiếp chính và lãnh đạo truyền thừa trong khoảng thời gian này và đảm bảo việc chứng nhận thành công hóa thân chuyển thế của bậc nắm giữ tối thượng truyền thừa trong đời tiếp theo. Những trọng trách tâm linh mà Đức Nhiếp Chính Vương đang gánh vác còn bao gồm việc hoằng pháp và quản lý trực tiếp khoảng 600 tự viện thuộc truyền thừa Khamchun và truyền thừa Drupa cùng các trung tâm Drupa tại các quốc gia châu Á và châu Mỹ. Do mối liên hệ sâu sắc với bậc căn bản thượng sư và trọng trách lớn lao với truyền thừa Drupa, với tất cả lòng thành kính tri ân, Đức Nhiếp Chính Vương luôn mong nguyện Đức Pháp Vương trụ thế dài lâu để tiếp tục giảng dạy, khai đạo và sách tấn, truyền cảm hứng giác ngộ tới ngài và vô số hành giả Phật giáo vì lợi ích hết thảy hữu tình. Ngài từng chia sẻ: Đức Pháp Vương thực sự ban cho tôi tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Ngài là bậc minh triết với trí tuệ toàn tri, tràn đầy lòng vô ngã vị tha, là suối nguồn bất tận của tình thương yêu và lòng bi mẫn. Những phẩm tính tốt đẹp này có thể thấm đẫm tâm thức tất cả bất kỳ ai có phúc duyên hạnh ngộ ngài. Bất cứ khi nào có được điều gì tốt lành trong cuộc sống, tôi luôn thấy rằng đó là ân đức của ngài và tôi luôn tri ân điều này. Mọi hành động suy nghĩ của ngài vì thế đều hướng về bậc thầy, về việc làm sao có thể phụng sự bậc thầy, lợi ích chúng sinh.
năm 2009, Ngài đã thỉnh cầu tất cả các trung tâm và tự viện thuộc truyền thừa Rupa trên toàn thế giới thực hành chuyên tu Phật Vô Lượng Thọ Amitayat để cầu nguyện hồi hướng cho sự trường thọ của Đức Pháp Vương. Các bậc thượng sư như Đức Pháp Vương luôn hiện diện nhậm vận và đầy uy lực trong pháp thân, nhưng các ngài tùy duyên hóa hiện các thân tại các cõi khác nhau để lợi ích chúng sinh. Thông qua sự thực hành những pháp tu trì, qua sự tích lũy và hồi hướng công đức đến bậc thầy, các ngài sẽ tiếp tục thị hiện cùng chúng ta, ban giáo pháp cam lồ và dòng ân phước gia trì của truyền thừa giác ngộ đến hết thầy chúng sinh và hàng đệ tử. Ngày mùng 10 hàng tháng lịch Kim Cương Thừa cũng là ngày vía của Đức Liên Hoa Sinh, từ đó trở thành thời điểm thực hành chuyên tu, thực hành thiện hạnh, hồi hướng cầu nguyện bậc thầy trụ thế của hàng triệu hành giả Rupa trên toàn thế giới, với khoảng 50 triệu biến chân ngôn trường thọ đã được trì tụng và trên 200 triệu động vật đã được phóng sinh trong những kỳ chuyên tu đó. Trong hai năm 2009-2010, vị thượng sư trẻ tuổi từng hai lần được vinh dự bầu vào vị trí chủ tịch hội đồng Rupa thường niên là diễn đàn thường niên nhằm củng cố và trường dưỡng mối quan hệ giữa các truyền thống của truyền thừa Rupa, cũng như giới thiệu và chia sẻ nguồn di sản tâm linh 1.000 năm phụng sự nhân loại của truyền thừa nhằm giải quyết những khó khăn và thách thức của thế giới đương đại. Các kỳ hội đồng Rupa thường niên cũng là các đại pháp hội vân tập tất cả các bậc thượng sư chứ danh và hàng ngàn hành giả thực hành pháp hữu tri thức của truyền thừa Rupa từ 80 quốc gia trên toàn thế giới, và vì thế là cơ hội để thụ nhận giáo pháp quán đỉnh khẩu truyền trực tiếp từ các bậc thượng sư giác ngộ thuộc truyền thừa tại Nepal, Bhutan, Ấn Độ và các vùng quốc gia khác. Vương quốc Bhutan cũng là mảnh đất lưu dấu chân hoằng pháp sâu đậm của Đức Khamchun Rinpoche đời trước, với nhiều thâm duyên với người dân, với tăng đoàn và với hoàng gia Bhutan. Giờ đây Bhutan cũng lại là nơi được Đức Nhiếp Chính Vương lựa chọn để khởi công dự án kiến lập trung tâm Rupa Rupkuling tại Sapa, hạt Paro gần thủ đô Thimphu. Trung tâm này tọa lạc dưới chân ngọn núi thiêng Dakapo, nơi Đức Liên Hoa Sinh từng nhập thiền trong một hang động và lưu vết tích dấu chân thành tựu của Ngài lại đó. Núi Dakapo cũng là nơi từng phát lộ Xá Lợi tự thân thị hiện Đức Văn Thù, vị Phật của trí tuệ, và Xá Lợi tự thân thị hiện Jambala, hộ pháp của sự sung túc và của cải. Nơi đây cũng được huyền ký 3 lần bởi Đức Pháp Vương Genwang Rupa như địa điểm tuyệt vời nhất để kiến lập trung tâm tâm linh. Đức Nhiếp Chính Vương mong nguyện rằng trung tâm nhập thất khi hoàn thành sẽ trở thành nơi tu học lý tưởng cho các hành giả Kim Cương Thừa, giúp các Phật tử từ khắp nơi trên thế giới có thể trải nghiệm tu tập tâm linh để tìm hiểu cách thức phát triển một cuộc sống hạnh phúc trên nền tảng từ bi trí tuệ, cũng như sách tấn người dân Bhutan trong việc trì giữ và trân trọng những di sản tâm linh đặc sắc. Truyền thừa Rupa là truyền thừa thực hành, chủ trương đem Phật Pháp áp dụng trong cuộc sống thông qua những hành động thiết thực dựa trên tình yêu và trí tuệ hiểu biết, hơn là việc chỉ thuần túy ngồi thiền định và cử hành khóa lễ và các nghi thức tôn giáo. Triết lý đem giáo Pháp trải nghiệm qua hành động được thể hiện rất rõ qua các chuyến hành hương triều bái thánh địa do Đức Pháp Vương, Đức Nhiếp Chính Vương và tăng đoàn truyền thừa tổ chức. Các chuyến bộ hành này có mục đích góp phần thức tỉnh ý thức cộng đồng vì một trái đất xanh tươi hơn. Trong những chuyến đi hàng tháng trời đó, đoàn bộ hành sẽ triều bái các thánh địa thiêng, đi qua những vùng khắc nghiệt nhất của dãy Himalaya hay các làng quê hẻo lánh xa xôi để thu nhặt rác phế thải, nhằm kêu gọi ý thức về môi trường sống,
gặp gỡ người dân bản địa để chia sẻ Phật pháp, đánh giá nhu cầu viện trợ và hỗ trợ của họ. Các chuyến bộ hành đầy thách thức này cũng là cơ hội tuyệt vời giúp tôi luyện thân tâm cho những ai có phúc duyên tham gia. Đức Nhiếp Chính Vương thấu hiểu rằng chỉ có giáo pháp mới có thể mang lại hạnh phúc cho chúng sinh, và vì thế tâm nguyện của Ngài cũng là có thể góp sức mình bảo tồn truyền thừa của giáo pháp và sự giác ngộ. Để thực hiện tâm nguyện này, Ngài phát nguyện mạnh mẽ phụng sự bậc thầy, góp phần hưng long giáo pháp truyền thừa qua việc tập hợp, thống nhất và phát triển các truyền thống kim cương thừa thuộc truyền thừa Rupa trong sự cảm thông, sách tấn vì mục tiêu chung cho hòa hợp, hòa bình và tình yêu thương của loài người và hữu tình chúng sinh khắp pháp giới. Ngài nỗ lực hết mình để các giá trị lý tưởng của Phật giáo, của trí tuệ và tình yêu thương hướng đến mọi người, mọi loài, trở nên phù hợp với đời sống hiện đại, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng các nguyên tắc trong đạo Phật đều có thể và cần phải được đưa vào cuộc sống hàng ngày thông qua những thiện hạnh lợi ích chúng sinh. Trên bước đường du hóa, Ngài không chỉ viếng thăm các tự viện, những trung tâm nhập thất để thuyết giảng về tinh túy tam thừa và kim cương thừa với các đạo sinh, mà còn đi tới các trường đại học, các bệnh viện, trạm xá, trại tù, những vùng quê hẻo lánh xa xôi để chia sẻ giáo pháp, chia sẻ chìa khóa hạnh phúc, nghệ thuật sống an lạc và giải pháp chữa lành khổ đau. Cuộc sống của một bậc hóa thân chỉ thực sự có ý nghĩa khi các ngài hướng trọn vẹn nỗ lực cuộc đời cho mục đích duy nhất, mang lại lợi ích cho người khác. Tựa như cây đuốc tuệ bùng cháy xua tan bóng đêm vô minh trong cuộc đời huyết thầy si ám chúng sinh. Từ năm 2000, Đức Nhiếp Chính Vương trẻ tuổi thường thực hiện du hóa khắp thế giới như Bhutan, Nepal, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan và châu Mỹ. Ngài đã khai thị và truyền tải những thông điệp của Đức Phật, của bậc căn bản kim cương thượng sư Đức Pháp Vương Genwan Rupa và hoằng truyền giáo pháp truyền thừa, qua đó mang tới một góc nhìn mới trẻ trung và sinh động cho giáo pháp truyền thống. Trong những năm gần đây, rất nhiều trung tâm thực hành Phật pháp theo truyền thống của truyền thừa Rupa ở khắp châu Á và châu Mỹ đã được Ngài trực tiếp hiện diện, sách tấn, giảng pháp, hướng dẫn thực hành cũng như hỗ trợ thành lập để lợi ích cho không chỉ đệ tử của truyền thừa mà cả bộ phận không nhỏ các thành phần khác trong xã hội, nhờ vào thông điệp của tình yêu thương và trí tuệ được áp dụng trong cuộc sống thường nhật. Đặc biệt là với chuyến hoằng pháp tại Việt Nam năm 2011, trên khắp các tỉnh thành, từ miền Bắc tới miền Nam, Ngài luôn nhấn mạnh rằng Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà là một cách sống tìm cầu hạnh phúc chân thật và bền vững. Chúng ta thường cho rằng hạnh phúc là thứ chỉ đến sau một vài năm mà quên mất thực tế mỗi thời khắc cuộc sống đều có thể và đều cần được trải nghiệm một cách vui vẻ, hạnh phúc. Chúng ta cần có trí tuệ hiểu biết, vì trong thế giới này chúng ta không đơn độc, và hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta đều đến từ sự tương tác với mọi người. Vì thế, nên khi sống trên thế gian, bạn buộc phải tương tác với những người khác. Và khi tương tác với người khác, bạn cần phải rất thấu hiểu và phải biết yêu thương. Nếu không làm được như vậy, bạn sẽ rất khó có thể trường dưỡng được tình yêu thương. Và không chỉ con người, mà thế giới xung quanh sẽ trở nên vô cùng tiêu cực đối với bạn. Như vậy, về cơ bản, nghệ thuật cuộc sống an lạc chính là việc làm thế nào để sống trong sự hiểu biết và yêu thương đối với chính bản thân, với những người xung quanh và với cả thế giới. Đây chính là tinh túy cốt lõi của nghệ thuật sống. Khi tôi đến Tây Thiên non xanh hùng vĩ, núi linh khí nghiêng thả bậc thang mây, suy thiêng lạnh hà đà khói sương bay, oanh ca
vườn hót tuyệt ngay bụi hồng. Tôi đã đến người hương rừng trầm lắng trong thảo ám bên nhạc ruồi hoàn hương. Gió hương quyện ngất ngây lòng phiêu bạt, đời đổi thay mầu nhiệm phút giây này. Đến đã đến phiêu diêu miền tự tại, lòng tràn hòa ánh sáng mạn Đà La. Giữa âm thanh lục từ tam muội hoa, hương Hy Lạc ngát mật liêu an tình. Và đã đến thản nhiên làn gió thoảng, như trời xuân lồng lộng sắc không không. Biển phù sinh niết bàn hoa đốm mộng, trời Tây cao sang chiếu khắp đại đồng. Nơi mỗi miền đất được phúc duyên lưu gót sen của bậc thầy giác ngộ, những ngọn đuốc tuệ giác đã được thắp bừng sáng lên và nguồn cảm hứng an lạc lại ban trải với hương vị của chân hạnh phúc đích thực được nếm trải mỗi ngày trong những thiện hạnh vô ngã vị tha nhỏ nhất. Và như thế, dù trong thời đại quay cuồng của ham vọng và bám chấp trong thế giới vật chất ngày nay, với đại nguyện thường hành Bồ Tát Đạo để lợi ích khắp hữu tình của các bậc hóa thân chân thực như Đức Nhiếp Chính Vương Genwang Đô Khampa, ánh sáng của hy vọng lại đang chiếu rọi tới khắp muôn nơi để tất cả chúng ta cùng chung tay vì một thế giới tốt đẹp hơn. Sangi Rinpoche Laslat Sangi Kundu Isave Lama La Kusum Kupa Yachinpo Salwadim Tumine Lui Rangho Shiba Tanzitang Driva Nyampar Chingi Lo Lama Sangi Rinpoche Laslatim Shushi Sangi Rinpoche Laslwandip Sangi Kundu Savi Lama La Kusum Gupa Rinpo Salwad Tunme Nilui Rangu Shiba Dan Siddhan Trupa Nyampar Shingi Lom Lama Sangi Rinpoche Laslwandip Shushi Sangi Rinpo Shi Laslwadi Sangi Kundu Isave Lama La Kusum Gupa Yachinpo Salwadi Tunme Nilui Rangho Shiba Tanzitang Driva Nyampar Chingi Lo Lama Sangi Rinpo Shi Laslwadi Shushi Sangi
Rinpoche la sulwa dip sangi kundu Savi lama la kusum guba jinpo sulwa Tunmi ni rui rangu shiba Dan zidan druiba Nyampar jingi lom lama sangi Rinpoche la sulwa dip shuji sangi Rinpoche la sulwa dip sangi